Mến chào tất cả các bà con đang xem kênh là tiếp tục với clip mới nhất. Hôm nay các em giao lưu bà con lưu bonsai giá rẻ nha bà con. Hôm nay gồm có Nguyệt Quế, Linh Sam, Hiếu Thủy, Cần Thăng, Khế nha, Kim Quýt nữa. Đó, thì bữa nay có những cây Linh Sam giá khá rẻ và đẹp nha bà con. Đó, Hiếu Thủy á, đầu clip ha. Thì bà con liên hệ qua số điện thoại chốt cây là 0939442212 nha. Để mở khu vực Thế Hòa, phường Thái An, quận 1, thành phố Cần Thơ. Mã đầu tiên là một cây Hiếu Thủy mini nha bà con, tốn cành khá lớn ha. Góc cũng to nha bà con. Đó là một cây trung nu nha. Đó, này thì em vừa ép chậu 2-3 bữa nay thôi. Đó, về mình có thể mình dưỡng thêm nha. Mã 152 nha bà con. Tiếp theo những cái mã trước nha. Cao là 16. Tổng cái chiều dài tán là 30. Đó. Cái hoành vị trí này là 18. Đó, cây này thì mặt cắt đây nó đang kéo rất mạnh nha. Ở cái chi trên đây thì nó bị chảy rồi. Cái này về mình dựng lên cái form nó là rất đẹp rồi. Cây này khá có duyên nha. Thì cây này mã số 152 này em giao lưu bà con giá 400, em bao ship toàn quốc nha. Trung nu ha, thân nu nút rất là đẹp nha bà con. Đó, luôn cái chậu này ha, ship luôn cái chậu này, hàng mini nha. Tiếp theo, 153 là một cây linh sam siêu bông, cây đang lên hoa rất đẹp nha. Đó, cái này thì đang búp bông rồi này, có thể là tới nơi bông nó sẽ rụng nha bà con. Đó, cái mình cuôn tỉa cho cái đợt sau nó lên tiếp nha. Đó, siêu bông ha, dòng này nuôi cũng được khoảng 2 năm tuổi rồi. Cao là 34, tổng chiều dài tán gì 48 nha. Rồi em đo cái hoành em bám sang dòng cho bà con ha. Cái hoành là 17. Đó thì mã 153 này em giao lưu bà con có giá 700.000 luôn chậu nha bà con. Ở cốt cành ngón tay út em ha, rất là già rồi. Em nuôi làm chậu khá lâu nên em cũng mới cắt ép chậu nha bà con. Đó. Rồi tiếp theo mã 154 là một cây trung nu nha bà con. Ở cây này nó thuần chậu rất là lâu rồi, dạng mini ha. Cốt cành lớn ha, mặt cắt là bít hết rồi. Thì lá nó rút rất là nhỏ lại luôn. Chiều cao như vậy, đó là 25. Tán ngang như vậy là 22. Ở cây này thì rất là có duyên cây. Đó, dạng cây như dáng nhân nhân nha bà con. 11 là hoành. Đây, rồi mình xem ha. Ép giữa chậu rất là nhỏ ha. Đó, đây, chỗ này ha. Nó bị một chút xíu lỗ ha. Thì mã 154 này em giao lúa bà con có giá là 500. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã 154 nha. Tiếp theo mã 155. 155 là một cây trung nu luôn, cụm rừng nha bà con. Hả, hàng mini, cốt cành nuôi rất là già rồi, nuôi khá lâu rồi. Chiều cao của cây là 25, chiều dài tán như vậy là 33. Đó. Phơm tàn ấm mịn rất đẹp nha. Cái này thì để bông thì bà con cứ việc mà cuôn tỉa sát vô, lên nước vô phân thì nó sẽ lên bông nha. 24 gần 25 nha. Mã 155 này, cụm gừng này thêm giao lưu bà con là 1 triệu ha. Đó, cái này nó được cái là già, rất là già, nuôi lâu nha bà con. Cốt cành khá là già ha, phơm mịn nha. Đó, 1 triệu em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu cho bà con ha. Rồi, tiếp theo 156. Đó, 156 này thêm giao lưu bà con giá chỉ 350 ngàn. Cao như là 33, chiều dài tán như vậy, đó là 40. Cái hoành vị trí này là 13. Ở cây phơm tàn ấm mịn, tai tán đều đều hết nha bà con. Này chỉ cần cuôn tỉa thường xuyên thì cây sẽ lên hoa thường xuyên ha. Đó, 350 ngàn em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã 156 nha. Tiếp theo 157. Ở cũng là một cây trung nu luôn. Ở cây này phơm tàn làm theo lối thiên nhiên ha, cây phơm tán thiên nhiên rất là đẹp luôn. Cao là 45, chiều ngang như vậy là 48. Ở cốt cành thì nó cũng khá lớn ha, thân thì nu nút rất đẹp, già cây nha. Ở cây này có củ đế nha bà con. Hoành là 15, ở hoành cũ dưới đây là 21 ha. Đế thì cũng đều khá đẹp luôn. 650 ngàn em bó bầu cho đi nha. Ở 650 ngàn em bao ship toàn quốc, bó bầu cho đi luôn ha. Đây là cái dàn rễ của nó này ha. Đó, rất là dày, rất là dày rễ rồi ha. Chiều. Tiếp theo là một cây khế chua ghép khế Mỹ nha bà con. Ở lá xoắn rất là đẹp luôn. Cây này cũng thường xuyên cho trái, trái cũng khá khá ha. Cao là 36, tán ngang như gì là 39. Đó. Cái hoành vị trí này là 16, tổng cái hoành cũ ở đây đó là 39 gần 40 nha bà con. Đó, cây này thì em giao lưu với bà con giá là 600, em bao ship toàn quốc nha. Đây. Đó, dòng khế này khi đi thì rụng lá ha, lưu ý giùm em, khi đi cây khế sẽ rụng lá nha. Rồi tiếp theo, mã số 159 là một cây kim quýt ha. Cây này đang lên trái rất là đẹp nha. Kim quýt này, cây kim quýt green nha bà con. Ở dưới ghép bà con, dưới ghép nhánh thái bà con ơi. Ở lá hay nhặt hơn, ở trên là ghim nha. Ở chiều cao là 60, tán ngang như gì ở 57. Thì cây này cái tình trạng là hết phân nha bà con. Ở về mình có thể chỉnh sửa lại theo form tán, theo ý thích của mình ha. Chi cành thì nó dư khá nhiều rồi. Đó, cái hoành vị trí này em đo đây là 18 gần 10.
sát đây đi, 18 nha. Đó, yếu một tí nha. Thì cây này em giao lưu bà con giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc nha. Đó, em bỏ bầu cho đi nha bà con. Đó, cây kim quốc nha. Mã 159 nha. 160, ở là một cây sam song hơn. Ở cây này phơm tán ấm mịn đều đẹp nha. Ở này mình vô cái chậu nữa thì cây rất là lên nha. Chiều cao như vậy là 42, tán ngang như vậy ở là 43. Đó. Rồi, cái hoành vị trí này là 15. Ở cây này thì có củ đế với 22 cái củ đế ha. Cái này em giao lưu bà con giá là 750 ngàn, em bao ship toàn quốc nha bà con. Linh sam song hình ha. Cây này nuôi cốt cành cũng lớn hai nước dây à. Đây, tiếp theo là linh sam siêu bông. Đó, cây này thì đang lên bông nở bông ha. Ở dòng linh sam siêu bông thì nở bông rất sáng rất là thơm luôn. Những dòng linh sam bông rất sáng nó rất thơm luôn. Đó, cây này nó cũng sung cây nên giờ này bông còn nở này nha. Cao như vậy, đó là 33, tán ngang như vậy là 40. Đó, cái này cái thân cái đế rất là đẹp, quái ha. Đó. Cái hoành vị trí này là 18 nha. Cái này em giao lưu bà con giá 550 ngàn, em bao ship toàn quốc nha bà con, 550 ngàn. Đây, cái thân rất là đẹp luôn nha. Đó. Mã 161 nha bà con. Tiếp theo 162. Ở cái này em giao lưu bà con giá 400 thôi. Đó. Chiều cao như gì? Là 30, tán ngang như 32. Ở cái hoành vị trí này 11, cây này nó nhỏ nhưng mà nó rất là già, cây cốt cành lớn khá liền lạc nha. Mở 162 này em giao lưu bà con giá 400, em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu này cho mình nha. Đó. Rồi tiếp theo mã 163. 163 cũng là một cây linh sam luôn nha bà con. Đó, cây phơm tàn ấm mịn, cốt cành khá to nha. 163. Chiều cao là 33, tổng chiều dài tán như vậy đó là 46. Cái hoành vị trí eo này là 14 nha. Đó, phơm tàn thì ấm mịn đều đặn hết nha. Cây này thì nó lên lá lên hoa là rất đẹp nha bà con. Đó, đây đem dỡ cái dàn xương cho mình xem ha, rất là lớn và đều luôn. Đây, ở cây này được cái nó rất già ha, thân rất quái luôn. Ở 600 ngàn em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, rồi tiếp theo cũng là một cây linh sam siêu bông luôn, 164. Đó, thì cái này nó đang lên hoa nha. Ở những cái búp này đều đều trên đợt là nó có hoa tượng hết trơn nè. Cao như vậy là 36, chiều dài tán như vậy là 48. Cái hoành vị trí này là 14 ha. Thân co lắc rất là quái luôn, cốt cành thì lớn, xương thì dày dặn hết. Đó, 164 ở giá 700 ngàn em bao ship toàn quốc nha. Ở bà con ưng ý những cây nào liên hệ qua số điện thoại em để trên màn hình ha, là 0939442212 nha bà con. Tiếp theo mã số 165 là một cây kiều hùng nha. Cây kiều hùng này thì bông nó rất là đẹp luôn. Ở cao như là 58, tán ngang như vậy là 54. Cây này thì em giao lưu bà con giá 550 ngàn thôi, bao ship toàn quốc ha. Quanh là 10. Đó, 165, 550 ngàn em bao ship toàn quốc nha. Đó, phơm tàn cũng đã ấm rồi nha. 166 là một cây nguyệt quế lá chung bông chùm. Đó, cây này cốt cành khá lớn, phơm tàn thì ấm mịn nha. Đó, mặt tiền cây này ha, cây này khi đi em bó bầu nha bà con. Cao như là 38, chiều dài tán như gì là 48. Cái hoành thân vị trí này em tính trên đây đi ha, là 20. Ở cái hoành cũ ở dưới đây là 31. Vị trí này 26 nha. Đó, thì cái này ở chỗ này nó có một cái lỗ lũa này theo này cũng khá là lâu rồi nha bà con. Cái này là như lúc trước kiến hay sâu đục vậy ha. Đó, cốt cành tay ốc em hết rồi nha. Nó đang kéo mà cắt cũng khá mà liền lạc ha. 168, 166 em bao ship cho bà con với giá là 850 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo 169. 169 là một cây 167. 167 là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Đó, cây này đang lên bông lai gai hoa chùm thơm rất là đẹp nha. Đó, thì dòng này thì lên bông thường xuyên nha bà con. Đó, đọt non này lên là bắt đầu nó đem theo cái mầm hoa hết trơn ha. Chiều cao của cây, chiều cao cây là 72. Đó, cây này hai thân rất là có duyên ha, phơm tán thì ấm mịn hết, cốt cành lớn xả dây hết rồi nha. 71 là tán ngang. Đó, cái hoành một thân ở đây là nó 19 rồi nha. Còn cái hoành tổng hai thân là nó 33. Đo tổng cái hoành đế này hay là 66 nha. Phơm tàn mịn rất là đẹp nha bà con. Đó, mặt cắt thì nó đang kéo lên khá mạnh luôn. Cái này buông dây hết rồi nha. Cái này đã xả dây hết rồi. Đó, lá xoắn bông chùm ha. Mã số 167 này em giao lưu bà con 1.800.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, 167 ha. Đó, rồi 168. 168 là một cây hoa giấy Mỹ nha, cây hoa giấy Mỹ nguyên thủy. Cây này phơm tàn rất đẹp luôn, dáng bay nha. Đó, cây này cũng khá già cây rồi nha. Đây, mặt tiền ha. Chiều cao như vậy đó là 40, tổng cái chiều dài tán như vậy là 65, tán ngang là 56.
Đây, tổng cái hoành cụm này dàn đế này em đo nha. Đó, là 76, chỗ này chạy chạy tí nha. Rồi, vị trí này là 22. Thì cái này em giao lưu với bà con có giá là 1.300.000, em bao ship toàn quốc nha. Đó, em quay một vòng cho bà con mình tham khảo cái form của nó ha. Đó, thì cây này khi đi lá sẽ rụng nha bà con. Đó, lưu ý giùm em, cây này sẽ rụng lá lại gai ha. Về mình chăm sóc, nước nôi đầy đủ, phân thuốc vô tí thì nó sẽ lên lá mới ha, lên hoa luôn. Rồi, tiếp theo mở 169. 169 cũng là một cây khế nha bà con. Khế chua ghép khế Nhật nha. Dòng này siêu bông, siêu trái, phơm tàn ấm mịn nha. Cây rất là tốt luôn. Một cây dáng trực, giá 1 triệu thôi nha. Em bao ship toàn quốc, cây này khá lớn nha. Chiều cao, chiều cao là 63, tổng chiều dài tán như vậy là 75, tán ngang như vậy là 55. Đó, cây dáng trực, cây đế cũng nở khá đẹp nha. Ở giá 1 triệu thì cây này cũng khá dễ chơi nha bà con. Cốt cành nuôi rất là lớn ha. 31 là hoành nha. Đó, cái hoành cũ đặt ở dưới đây là 46. Đó, thì cây này em giao lưu bà con giá chỉ 1 triệu thôi. Em bao ship toàn quốc ha. Tàn nó rất là mịn rồi. Lưu ý giùm em, những cây khế đi đa phần nó sẽ rụng lá nha. Về mình chăm sóc vô nước phân thuốc ít bữa thì nó sẽ lên lá mới lên hoa luôn nha bà con. Đây dàn xương nữa ha. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là già cây nha. Rồi, 1 triệu mã 169 nha. Em bao ship toàn quốc nha. Ở cây này cũng là cây cuối clip. Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Bà con xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký ủng hộ nha. Em chân thành cảm ơn ạ. À.